Hôm nay có tuyết mà gió mạnh lắm mọi người ơi. Sợ nhất là gió luôn á. Nè, gió mà xe chạy cũng không nổi luôn á. Sáng đưa Noel ra đi học á mà không bay luôn. Tuyết không sợ mà sợ gió thôi. Nó xe phải chạy rất là chậm. Rồi không nhiều nhưng mà nó gió quá, gió như bão vậy á, nhiều khi nó bị ảnh hưởng từ bên PC qua. Nhiệt độ bữa nay là 2 độ C nha các bạn. Đây là ngày 13 tháng 12, 14 tháng 12 đó. Gió mạnh quá sức mạnh, chỉ có cái xe bán tải nó chịu nổi thôi, chứ nếu mà xe mà nhỏ nhỏ chắc người ta cũng phải trú vào trong ấy, chạy quá chạy không nổi mà gió mạnh quá. Nó càng lúc nó càng mù mịt luôn á, nó cây nó thổi mạnh quá, đi đường ớn lắm. Mù mịt luôn rồi các bạn, không dám ra luôn, ra là chỉ sợ nhất là bão tuyết thôi. Bão tuyết nhiều khi đi không thấy đường chạy luôn á. Ở đây bão tuyết là học sinh sẽ nghỉ học. Cây nó rung nguy hiểm quá, chạy xe nguy hiểm lắm, không thấy đường đâu, nó mù giống như sương mù vậy. Hôm nay mạnh quá, gió mạnh quá. Các bạn có nghe tiếng gió hú không? Nó càng lúc càng mạnh. Chưa tới đỉnh điểm, tới tháng 11, tháng 12 là đỉnh điểm có nhiều cơn bão tuyết lắm. Bão tuyết là ở đây đi làm mà có bão tuyết là mình tự nghỉ luôn cũng được, rồi mình xin mình nhắn là mình nghỉ. Không bắt ép nha mọi người, nếu ai đi được thì đi, còn không đi được thì mình sẽ nhắn nghỉ. Học sinh thì chắc chắn sẽ được thông báo là cho nghỉ và ba mẹ phải tới rước về. Mù mịt luôn nè các bạn ơi. Tuyết bữa nay mạnh quá à, gió mạnh nữa. Mày chạy xe không nổi không? Nguy hiểm quá. Đây có những cơn bão tuyết mà sợ lắm. Đợt trước mình đi làm có một lần mà mình không thấy đường luôn á, xong phải phải đó. Tuyết không thì không bao giờ mà sợ hết, là chỉ sợ là có gió nữa, nó trở thành bão tuyết á mà đó đó. Hôm nay sao mà gió mạnh dữ vậy không biết, tại thời tiết hôm qua thấy thông báo là gió là tới 90% mà. Mùa đông thì nó như vậy thôi, mùa đông thì thường là mình sẽ ở trong nhà nhiều hơn, mùa hè thì được một vài tháng. Tiếng gió hú hú hú. Đó, tuyết nó bay đến cỡ đó đó, giống như mưa vậy á, mà gió quá sức. Mù mịt luôn, không thấy đường luôn mà. Xe cũng chẳng thấy cái xe nào đi, chắc người ta tấp vô rồi.
Thôi cảm ơn các bạn nha. Thấy gió quá nên quay cho mọi người thấy.